Xin chào các em học sinh thân mến, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần 2 của phần ôn tập tiếng Anh chính. Đó là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách chuyển đổi một câu trực tiếp thành một câu kể chuyện, tức là câu tường thuật, câu kể lại. Trong tiếng Anh nó gọi là reported speech. Thì thầy chia làm 3 nhóm lớn để chúng ta có thể dễ ghi nhớ hơn. Đầu tiên đó là câu phát biểu thông thường. Khi chuyển câu tường thuật chúng ta cần phải nắm những cái sự thay đổi chung này. Đó là thứ nhất là thay đổi về các cái đại từ. Thứ hai là thay đổi về thời gian đó. Cái thứ ba là thay đổi một số từ hoặc cụm từ chỉ thời gian hoặc là không gian. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần đầu. Chúng ta sẽ tìm hiểu phần các cái đại từ. Đại từ thì nó chia ra làm 3 đại từ và một tính từ sở hữu như sau. Thứ nhất là những cái từ mà đứng trước chủ từ, thì đứng trước động từ á, thì gọi là chủ từ. Thì nó có những từ, nó được gọi tiếng Anh là subject pronoun, là những cái đại từ làm chủ từ. Thì nó có những từ như là I, we, you, he, she, they và it. Tức là tôi, chúng tôi, bạn, anh ta, cô ta, họ và nó. Nó là chỉ cho vật hoặc là các cái sự việc hiện tượng nào đó. Rồi, thứ hai là cái object pronoun, hay gọi là những cái đại từ mà đứng sau động từ để làm đối tượng cho cái động từ đó, thì chúng ta gọi là đại từ đối tượng, và thông thường thầy cô hay dùng đó là tên ngữ. Thì những cái từ này sẽ đi theo sau động từ, ví dụ như ai nói tôi đó, chúng ta chuyển thành me, nói chúng tôi thì chúng ta chuyển thành us, nói bạn thì chúng ta vẫn giữ nguyên là you, nói về anh ta thì chúng ta dùng him, nói về cô ta thì chúng ta dùng her, nói về họ thì chúng ta dùng them, và nói về nó thì chúng ta dùng chữ it. Cái thứ ba thầy muốn các bạn nắm đó là phần tính từ sở hữu. Tính từ thì nó sẽ đứng trước một danh từ nào đó để chỉ cái danh từ đó thuộc sở hữu của người nào. Ví dụ như của tôi thì mình dùng my, và đặc biệt chúng ta phải dùng một danh từ nào đó nữa. Ví dụ như my books, tức là những cuốn sách của tôi. Our house là ngôi nhà của chúng tôi. Your name là tên của bạn. His wife, vợ của ảnh. Her school, trường học của cô ta. Their children, con cái của họ. Its legs là cái chân của nó. Những cái chân của nó có thể là chân bàn hoặc là chân chân mèo, chân động vật nào đó, vân vân. Rồi, đặc biệt là những cái tính từ sở hữu này không đứng một mình, nó phải đi kèm với một danh từ nào đó thì nó mới rõ nghĩa được. Còn cái possessive pronouns là cái đại từ sở hữu thì nó có thể đứng một mình với điều kiện phía trước có nói đến cái danh từ đó. Các bạn coi trong câu này, your pen is blue and mine is black, nghĩa là ở phía trước người ta đề cập tới danh từ là pen, tức là cây viết của bạn thì màu xanh. Your pen is blue and mine này nghĩa là my pen, và của tôi là màu đen, thì người nghe sẽ hiểu là của tôi là cái gì, cây viết của tôi ha. Tương tự như vậy thì nói của chúng tôi, cái gì đó của chúng tôi thì chúng ta dùng ours, thêm s vô. Còn của bạn là yours, his là của ảnh, hers là của cổ, theirs là của họ, và s là của nó ha. Các bạn cần nắm cho thầy những cái từ này để mà chúng ta thay đổi câu tường thuật cho nó dễ. Cái thứ hai là chúng ta sẽ sang cái phần đổi thời gian. Tại vì ví dụ như hôm nay mình nói chuyện với một người nào đó, mình nhận những cái thông tin họ nói là trực tiếp lúc đó, và đó ngày mai, ngày mốt hoặc tuần sau mình kể lại cho một người nào đó, thì cái thời gian nó sẽ thay đổi, nó không còn là hiện tại nữa mà nó sẽ chuyển thành quá khứ. Cho nên những cái dạng bài tập của câu tường thuật đó, các bạn không để dạng hiện tại. Nó cũng có trường hợp là tường thuật lại giữ nguyên thì hiện tại, khi mà người đó vừa nói và mình kể lại liền luôn, thì lúc đó không thay đổi về thời gian. Nhưng mà nếu mình để khoảng thời gian xa rồi mình mới kể lại thì mình phải lùi thì, và đặc biệt là phải lùi về quá khứ hết. Ví dụ như ở đây thầy có simple present tức là hiện tại đơn. Hiện tại đơn thì ở đây thì ghi rõ hơn cho các bạn, đó chính là ở đây là động từ giữ nguyên mẫu thêm s hoặc es, thì chúng ta sẽ chuyển thành quá khứ đơn. Thì ở đây nếu bạn nào mà nắm rõ về thì rồi đó thì không cần phải nhớ các cái công thức này nữa, nhưng mà thầy ghi như vậy để cho các bạn mà chưa nắm kiến thức dễ hình dung ha. Thì chúng ta sẽ nhớ là hiện tại đơn thì là v1 s, còn quá khứ đơn thì chúng ta sẽ dùng v động từ ở cột 2 nếu nó là động từ bất quy tắc, thứ hai là cái MTBD. Còn đối với dạng phủ định, ví dụ như ở đây ta nói là don't go hoặc là doesn't go, thì các em phải chuyển thành là didn't go ha. Đây, cái động từ go này chỉ là làm mẫu thôi, chúng ta có thể thay đổi bằng những động từ khác. Và động từ am, er chúng ta sẽ chuyển thành was hoặc là were. Chúng ta sẽ làm một số câu ví dụ như sau. I go to school. Lúc này chúng ta thấy là cái bạn này, đây là cái câu nói trực tiếp nè, tôi đi học. Như vậy thì chúng ta thấy là động từ nguyên mẫu nè, tức là hiện tại đơn, thì chúng ta tường thuật chúng ta kể lại. Tôi nói, ảnh nói, he said. Như vậy thì chúng ta nói, ảnh nói ai đi? Ảnh đi thì chúng ta sẽ thay đổi chủ từ I thành chủ từ he nè. Ảnh nói ảnh, ảnh nói ảnh làm gì? Ảnh đi. Thì theo quy tắc thì chúng ta nhớ là hiện tại đơn thì chuyển thành quá khứ đơn, cho nên cái động từ go này chúng ta chuyển thành went. He said he went to school, là chúng ta đã thực hiện được cái câu tường thuật. Và thông thường câu tường thuật thì chúng ta sẽ xác định nó nhờ cái động từ said này, đã nói nha, tức là kể lại thôi, anh ta đã nói rằng anh ta đi học. Và cái từ đã các bạn có thể giữ, có thể dùng hoặc không dùng cũng được. We don't go out on Sunday, chúng tôi không đi ra ngoài chơi vào các ngày chủ nhật, thì chúng ta kể lại là họ nói đúng không, cho nên we chỗ này các bạn sẽ đổi thành they, don't go chuyển thành didn't go, la lùi thì thôi, chúng ta đổi thì cho đúng thôi. Rồi các yếu tố khác mình giữ nguyên lại. Còn đối với động từ to be, I am a student, tôi là học sinh, cho nên khi mình kể lại mình nói là she said, cổ nói, ai là học sinh, cổ, cho nên chúng ta chuyển đổi chủ từ I này thành chủ từ she. Nào, am, er thì chúng ta đổi thành was hoặc were, trong trường hợp này chúng ta chọn was, she was a student, là chúng ta đã làm được cái phần mà chuyển từ
câu trực tiếp hiện tại đơn chuyển qua câu tường thuật là quá khứ đơn. Cái thứ hai đó là quy tắc là chuyển từ hiện tại tiếp diễn, chúng ta sẽ chuyển thành quá khứ tiếp diễn trong câu tường thuật ha. Tức là hiện tại tiếp diễn thì có công thức là am, is, are cộng động từ to mean. Khi chuyển sang câu tường thuật thì chúng ta sẽ chuyển thành was hoặc were cộng động từ to mean. Như vậy thôi. Ví dụ như trong câu trực tiếp người ta nói như thế này: she is sleeping. Cô này đang ngủ. Thì mình kể lại, ảnh nói he said, anh ta nói ai đang ngủ? Cổ. Nè, đây chủ từ là she. Cổ đang ngủ cho nên là is sleeping. Chúng ta đổi thành quá khứ tiếp diễn là was sleeping. I am working. Tôi đang làm việc. Thì mình sẽ nói là he said he was working. Đấy. Cái thứ ba là từ hiện tại hoàn thành ha. Hiện tại hoàn thành chúng ta sẽ chuyển thành là quá khứ hoàn thành. Hiện tại hoàn thành sẽ có công thức là have hoặc là has cộng cho động từ ở cột thứ ba, hay còn gọi là past participle, và động từ nguyên có quy tắc thì các bạn chỉ đi cho nó. Khi chuyển thành quá khứ hoàn thành chúng ta chỉ việc đổi have và has thành has thôi, has cộng với bay đi. Ở trong câu này ví dụ như người ta cho như thế này: I have finished the task. Tôi đã hoàn thành cái bài tập chẳng hạn. Thì ở đây chúng ta nói là he said, anh ta đã nói. Ai hoàn thành? Ảnh. Thì chúng ta chuyển thành I, chuyển thành he. Và hiện tại hoàn thành là have finished, và chuyển thành have finished the task, là chúng ta đã thực hiện đúng được cái việc tường thuật câu trong trường hợp là hiện tại hoàn thành. Thứ ba là nếu câu trực tiếp là quá khứ đơn thì các bạn cũng chuyển thành quá khứ hoàn thành. Như vậy chúng ta có hai thì để chuyển thành quá khứ hoàn thành, đó là hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn. Ở đây cũng để dạng cho các bạn nhẹ nhớ thôi ha. Nếu mà động từ là was hoặc were các bạn sẽ chuyển thành have been, tại vì have là cái từ phải có, V3 là động từ chính, mà V3 có động từ was hoặc were là been. Và chúng ta đi xem các cái câu, ví dụ I didn't watch it, tôi không có xem nó. Thì mình mới kể lại cho một người bạn nào đó hoặc nhóm bạn nào đó, mình nói là cổ nói she said she hadn't watched it, cô này không có coi nó. Ở đây là quá khứ đơn nè, mà thấy didn't watch nè, các bạn sẽ chuyển thành hadn't watched là quá khứ hoàn thành ha. Ok. Rồi ở đây we did it, chúng ta xác định did là V2 này, tức là quá khứ đơn, thì chúng ta chuyển tường thuật là they said they had done it. Ok. They said they had done it, tức là họ nói họ đã làm việc đó, cho nên chúng ta chuyển thành quá khứ đơn là had, là từ phải có nè. Sau đó động từ did chuyển sang V3 là had done này. She was in Paris, cô này đã ở Paris. He said, anh ta nói rằng cô ấy đã ở Paris. She had been nè, had là từ phải có nè, và V3 của was là been nè, cho nên chỗ này chúng ta sẽ đổi thành had been. Ok. Như vậy thì chúng ta tóm tắt lại là hiện tại đơn này chúng ta sẽ chuyển thành quá khứ đơn này, hiện tại tiếp diễn chúng ta chuyển thành quá khứ tiếp diễn, hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn chúng ta sẽ chuyển thành quá khứ hoàn thành. Và một số từ cần lưu ý đó là can đổi thành could. Ví dụ như I can swim thì chúng ta sẽ tường thuật lại là John said he could swim. Ở đây chúng ta đổi chủ từ I thành he, và can swim chúng ta đổi thành could swim. Will chúng ta sẽ đổi thành would. Ví dụ I will help you, tôi sẽ giúp bạn. Ảnh nói he said, ảnh sẽ nè. Will have sẽ chuyển thành would have. Ở đây là giúp ai? Trực tiếp là mình với người đó, cho nên người đó nói là giúp tôi, giúp bạn đó. Thì mình kể lại, mình nói ảnh nói ảnh sẽ giúp tôi. Cho nên chữ you này các bạn sẽ chuyển thành me trong trường hợp phía sau này. Nè, đó là lý do tại sao mà mình cần phải nắm những cái đại từ làm đối tượng, hay còn gọi là đại từ làm thúc từ đó. Ok. Must thì chúng ta có hai trường hợp. Một là chúng ta chuyển thành had to, hai là chúng ta giữ nguyên must. Ví dụ như I must go now, thì she said she. Ở đây chúng ta đổi nè, chúng ta đổi chủ từ I thành she nè. Must go chúng ta đổi là had to go nè. Now chúng ta đổi thành then. Ở đây nó có cái phần mà đổi thời gian, cho nên các bạn lưu ý ha. Và have to hoặc has to thì các bạn cũng sẽ chuyển thành had to. I have to work hard. He said he had to work hard. Còn am ER, giả sử đây cho trường hợp này cái từ thứ 8 đi, chúng ta sẽ có là am ER. Am ER going to. Thì sao? You're going to do đi, thì chúng ta sẽ chuyển thành là was hoặc là were going to do. Vậy thôi. Ví dụ như I am going to visit Vietnam. Tôi định sẽ đi thăm Việt Nam, thì chúng ta nói là he said, John said. John nói rằng là đã he. Cho nên là am I going to, chúng ta đổi thành was hoặc là were trong trường hợp he thì nhưng he was going to visit Vietnam. Ở đây chúng ta nè, am I going to nè, thì chúng ta sẽ chuyển thành was going to visit nè. Ok. Các cái yếu tố như là chủ từ chúng ta cũng đổi nè, he nè. Ok. Đó là tất cả 8 cái chú ý về phần mà thay đổi các cái động từ cũng như là cái thì các bạn cần nắm cho thầy ha. Cái phần thứ ba các bạn cần nắm là một số trạng từ chỉ thời gian. Bên đây là mình sẽ thêm một cái này để cho các bạn dễ hiểu ha. Ở đây là trực tiếp, gọi là trực tiếp, cái thời gian trực tiếp ha, của câu trực tiếp. Còn chuyển qua đây là gián tiếp. Đây là gián tiếp, tức là gián tiếp tức là kể lại rồi đó, thời gian kể lại đó, thì cho các bạn dễ hình dung hơn. Thì ví dụ today, tức là hôm nay, thì chúng ta kể lại qua ngày hôm sau rồi, cho nó là bữa đó.
Đã đề hôm đó đó. Tonight tức là tối nay thì chúng ta quan sát và kể lại cho nói. Hôm tối hôm bữa hoặc là tối bữa đó. Right. Yesterday là ngày hôm qua thì ta chuyển thành là the day before hoặc là the previous day ngày hôm trước. Tomorrow là ngày mai thì chúng ta sẽ kể lại là bữa hôm sau the next day hoặc là the following day. Còn now tức là bây giờ thì khi chúng ta kể lại chúng ta nói lúc đó ta dùng là then. This cộng cho thời gian ví dụ như this week thì chúng ta chuyển thành last week chẳng hạn ha. Ví dụ như là this week. Sorry. This week thì chúng ta sẽ chuyển khi chuyển dần thực thì chúng ta chuyển thành là last week nếu như thời gian ha. Còn những từ như the, these những cái này thì chúng ta chuyển thành những cái đó là those. Right. Ago, ví dụ như a year ago hoặc là 2 years ago đi, 2 years ago thì chúng ta sẽ chuyển thành là 2 years before. Right. Last, ví dụ như last year thì chúng ta sẽ chuyển thành là để dụ như last year đi. Ở đây là last year thì chúng ta sẽ chuyển thành the year before hoặc là the previous year. Những cái từ này thì các bạn có thể thay đổi bằng tháng hoặc là ngày hay là tuần gì đó ha. Right. Here thì các bạn chuyển thành there. Còn cái này là phụ thêm vô thôi để cho các bạn mà nâng cao xíu thôi chứ không có gì. The day after tomorrow, cái ngày mà sau ngày mai nữa, tức là ngày mốt gì đó, ngày mai ngày mốt trong tiếng Việt mình á thì mình dùng là in 2 days time, hai ngày sau, hai ngày tới, hoặc là 2 days later, hai ngày sau. The day before yesterday là ngày trước của hôm qua, tức là bữa hôm kia, nên dùng 2 days before. Nếu để chỉ định cái này hoặc cái kia thì chúng ta dùng the, như this book không phải thời gian thì chúng ta dùng the book. Đó là các cái mà thời gian, cái những cái cụm từ hoặc từ chỉ thời gian thì các bạn sẽ chuyển như vậy ha. Và nhắc lại một lần nữa, today đổi thành that day, tonight đổi thành that night, yesterday đổi thành the day before hoặc là the previous day, tomorrow đổi thành the next day or the following day, now chúng ta đổi thành then, this week chúng ta đổi thành that week, this chúng ta đổi thành those, ago thì 2 years ago chúng ta đổi thành 2 years before, last year chúng ta đổi thành the year before hoặc là the previous year, here chúng ta đổi thành there. Ok, rồi đó là các cái yếu tố mà các bạn cần nắm trong câu tường thuật nói chung. Và cái phần thứ hai là các bạn sẽ tường thuật câu hỏi. Thì trong câu hỏi thì thầy sẽ chia ra hai dạng câu hỏi, đó là câu hỏi yes no và câu hỏi có từ để hỏi. Câu hỏi yes no là câu hỏi mà không có từ hỏi thông tin như là what hay là where hay là who hay là when, chỉ là người trả lời chỉ là yes hoặc no thôi. Ví dụ như là phải không đó thì người ta chỉ trả lời ừ hoặc là không phải, cho nên gọi là yes no question. Thì quy tắc chuyển câu tường thuật thì chúng ta đầu tiên một là chúng ta sẽ thêm vào if hoặc whether. Thì thầy tạm hiểu câu này là bộ hoặc là liệu rằng là liệu là. Thì để cho các bạn dễ hiểu hơn một chút vào câu tường thuật thực tế đó, thì các bạn sẽ hiểu hơn cái nghĩa của từ if hoặc là whether này trong trường hợp này không phải là nếu ha. Thứ hai là không đảo ngữ. Không đảo ngữ tức là sao? Chúng ta sẽ xem ví dụ như đây các bạn thấy nè. Ở đây là động từ nè. Chúng ta sẽ phân tích chỗ này một chút ha. Tôi thấy chỗ này là động từ nè. Và bên đây là chủ từ nè. Và bên đây lại là một động từ nữa nè. Thì đây gọi là đảo ngữ. Nếu mà có một động từ đứng trước chủ từ như thế này thì chúng ta gọi nó là đảo ngữ. Còn nếu như khi mà tường thuật lại thì chúng ta sẽ không đảo ngữ nữa. Các bạn thấy nè, ở đây là chủ từ ai nè, chủ từ ai đúng nè, chủ từ ai thì chúng ta sẽ không còn đảo ngữ nữa, tức là sẽ có chủ từ và động từ đi như thế này, ở vị trí như thế này thì chúng ta gọi là không đảo ngữ ha. Thứ ba là chúng ta lùi thì, đổi thì như quy tắc ở trên. Thứ tư là đổi các chủ từ, túc từ và tính từ sở hữu hoặc đại từ sở hữu cho nó phù hợp. Cái thứ năm là đổi trạng từ chỉ thời gian nếu có. Và chúng ta đi thực hành câu này. Do you live in Vietnam? Chúng ta xác định đây là câu hỏi nè. Mà câu hỏi này không có thông tin, gọi là câu hỏi yes no. Cho nên bước thứ nhất chúng ta, người ta cho này, he asked me. Anh ta đã hỏi tôi. Hỏi tôi cái gì? Bộ tôi sống ở Việt Nam hả? Cho nên mình bỏ vô chữ if, hoặc là các bạn có thể thích dùng cái chữ whether thì các bạn bỏ chữ whether vô. Và ở đây chúng ta sẽ không đảo ngữ nữa, tức là chúng ta sẽ chuyển về cái trật tự là chủ từ, động từ. Và ở đây phải là động từ chính á. Động từ chính là live. Thì chúng ta xác định cho động từ do là hiện tại đơn, cho nên khi chuyển cái động từ chính thì chúng ta chuyển về quá khứ đơn, cho nên chúng ta thêm ed cho cái động từ live này. Và chúng ta hoàn thành câu tường thuật này là he asked me if I live in Vietnam. Anh hỏi tôi là bộ tôi sống ở Việt Nam hả? Rồi. Cái dạng thứ hai là ở đây thì thầy chỉnh xuống để cho các bạn dễ xem ha. Nếu là câu hỏi có từ để hỏi, thông thường sẽ có những từ để hỏi như what, where, when, who, how much, vân vân, là những cái từ hỏi thông tin đó. Thì khi tường thuật á, chúng ta sẽ có quy tắc là giữ lại cái từ để hỏi đó, không như phía trên ha, chúng ta không thêm gì nữa, là giữ lại từ để hỏi. Và các bước 2, 3, 4, 5 vẫn y chang, vẫn giống hệt như trong cái phần tường thuật câu hỏi yes no. Chúng ta sẽ đi phân tích trong câu này. Chúng ta thấy là what are you doing là đây là câu hỏi. Chúng ta cũng đi phân tích cái trật tự của nó này. Ta có từ để hỏi nè, đây nè, đó. Cái thứ hai là động từ, sau đó là chủ từ. Và lại có một cái động từ kế tiếp, và động từ này là khi mình. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi. Đây là dạng đảo ngữ ha. Và khi mà chúng ta tường thuật lại, chúng ta nói là he asked her. Tức là ảnh hỏi cổ.
Nguyên tắc thứ nhất của chúng ta là chúng ta giữ lại từ để hỏi what. Nào, cái thứ hai là chúng ta không đảo ngữ. Chúng ta có nghĩa là chúng ta giữ lại trật từ, đó là chủ từ động từ, không có động từ phía trước nữa. À, ở đây chủ từ động từ, cái cụm động từ này. À, này, không đảo ngữ ha. Ở đây là VSV, còn đây là SV, à, không đảo ngữ. Và cái thứ ba là bằng cái chủ từ hỏi hỏi ai, hỏi cổ, cho nên là cổ đang làm gì, thì cái chữ you này các bạn sẽ đổi thành she. Và ở đây là are doing, tức là hiện tại tiếp diễn, thì theo quy tắc chúng ta sẽ chuyển thành quá khứ tiếp diễn, và now chúng ta đổi thành them. Đó là chúng ta đã tường thuật được câu hỏi có thể để hỏi ha. Các bạn cố gắng tập trung và ghi nhớ, và cũng như là tìm bài tập để làm thêm. Còn thứ ba đó là chúng ta sẽ đi tường thuật một dạng câu là mệnh lệnh, mệnh lệnh trong câu tường thuật. Ví dụ trong câu tường thuật thì chúng ta có hai mệnh lệnh, loại hai mệnh lệnh đó là kêu làm cái gì đó và kêu không làm gì đó, thì gọi là câu mệnh lệnh khẳng định, và thứ hai là câu mệnh lệnh phủ định. Ví dụ các bạn coi là sit down please, đấy là cái động từ thường bắt đầu bằng một cái động từ, một câu bắt đầu một động từ, ngồi xuống đi ha, như là ngồi đi, hãy ngồi đi nè, sit down. Rồi thì chúng ta sẽ chuyển câu tường thuật như thế nào? She told me, lúc này là cổ bảo tôi. She told me, chúng ta chỉ việc thêm to vào động từ thôi. Ở đây chúng ta có động từ sit down, và chúng ta chỉ việc thêm to vào cái cụm động từ sit down thôi là chúng ta đã tường thuật được câu mệnh lệnh rồi. Rồi, câu mệnh lệnh phủ định thì các bạn thấy là don't sit down please, she said. Đừng có ngồi xuống, cổ nói. Cô ta yêu cầu tôi, trong trường hợp này cái động từ ask này không phải là hỏi hay là yêu hay là nhờ cái gì hết, mà cổ kêu tôi. Ok, she asked me. Ở đây các bạn chỉ việc thêm not to vào cái cụm cái động từ sit down thôi nè, là đã từng thực hành được câu tường thuật phủ định rồi. Vậy câu mệnh lệnh khẳng định thì khi tường thuật chúng ta chỉ việc thêm to vô thôi. Câu mệnh lệnh khẳng định phủ định thì chúng ta sẽ thêm not to vào trong cái câu mệnh lệnh đó. Ok, thì chúng ta vừa hoàn thành cái phần ôn tập câu mệnh lệnh câu tường thuật. Hy vọng rằng cái video này sẽ giúp các em khái quát và ôn tập được cái phần câu tường thuật. Chúc các em ôn thi thật tốt và hy vọng sẽ được sự theo dõi của các em vào các cái video ở lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.